như mọi năm thì gần đến Tết Nguyên Đán, bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức đường hoa để là nhằm giúp cho bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân có một cái nơi vui chơi giải trí, tăng cường sức khỏe tinh thần và mong cho bệnh nhân vượt qua những cơn bệnh nặng và có thể trở về với gia đình. Năm nay thì bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức với sự tham gia 79 khoa phòng và đơn vị. Viện Chợ Rẫy chúng tôi là thông thường là cứ đến Tết Nguyên Đán là khoảng có 800 cho tới 1.000 bệnh nhân phải ở lại điều trị nội trú, và chúng tôi tổ chức rất nhiều hoạt động, ví dụ như là hoạt động của đường hoa, hoạt động tặng quà ở tất cả các khoa, và hoạt động nhận tiền lì xì, rồi bánh tét, bánh chưng, cũng như là tất cả những cái món ăn mà Tết truyền thống chúng tôi đều đưa lên ở tận khoa để phục vụ cho bệnh nhân mà không may phải nằm lại điều trị trong dịp Tết Nguyên Đán. Chúng tôi muốn gửi lời chúc tất cả những bệnh nhân đã và đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy một sức khỏe năm mới thật sự dồi dào, trở lại một cuộc sống lao động bình thường và trở thành tạo ra nhiều sản phẩm cho tốt cho xã hội. Và một điều là chúng tôi xin hứa là chúng tôi mãi mãi xứng đáng với niềm tin của tất cả những bệnh nhân đã dành cho bệnh viện Chợ Rẫy chúng tôi.